Câu 111. Hình bên mô tả tháp năng lượng của một hệ sinh thái đồng cỏ, thì ABCDE là ký hiệu loài sinh vật. Phát biểu nào đúng? Thứ nhất, A. Có mức năng lượng cao nhất trong hệ sinh thái. A. Là thực vật. Đây đúng là nó sẽ có mức năng lượng cao nhất. Mức năng lượng nó sẽ giảm dần. Tháp năng lượng bao giờ cũng đáy lớn và đỉnh nó sẽ bé ha, cho nên là A đúng. Loài C có mức năng lượng cao hơn loài B. C là ớt nhái, nó sẽ ăn châu chấu. Thì mức năng lượng của nó phải thấp hơn. Nó là loài phía sau, sau cái chuỗi thức ăn. Thì bậc dinh dưỡng cao thì mức năng lượng sẽ thấp. Năng lượng được tuần hoàn từ môi trường vào quần thể sinh vật thông qua loài A. Năng lượng không tuần hoàn. Tuần hoàn chỉ là chu trình sinh địa hóa mới tuần hoàn. Còn năng lượng là dòng. Dòng một chiều. À, cho nên sai. Ý 4. Do loài C và D sống ở hai môi trường khác nhau, C và D, nên hiệu suất sinh thái giữa C, D cao nhất trong hệ sinh thái đồng cỏ đang xét. Hiệu suất sinh thái là gì? Là tỷ lệ phần trăm chuyển hóa năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái, chứ không phải là phụ thuộc vào cái môi trường sống. Cho nên câu này sai. Hiệu suất sinh thái nó phụ thuộc vào khả năng khai thác năng lượng ở bậc dinh dưỡng sau so với bậc dinh dưỡng trước, và cái sự thất thoát thông qua quá trình, các quá trình sinh học của ví dụ như là hô hấp hay đó, chất thải, chứ không liên quan đến môi trường sống này. Vì vậy ý này sai. À, thì có một ý một đúng thôi, một ý đúng. Câu 112. Quá trình tổng hợp sắc tố đỏ ở cánh hoa của một loài. Thứ nhất là trắng nếu có enzyme A thì biến thành sắc tố xanh. Để chuyển chất trắng đổi thành chất xanh thì enzyme A. Rồi muốn từ chất xanh sang chất đỏ thì phải có enzyme B. Đó, B lớn. Thì ở đây gen AB thuộc các nhiễm sắc thể thường khác nhau để mình biết nó sẽ phân ly độc lập ha. Thực hiện phép lai B giữa một cây xanh với một cây trắng. Dựa vào sơ đồ này mình sẽ biết được hoa đỏ là gì, phải có AB thì mới ra đỏ. Nếu A thì cho xanh, còn lại thì cho trắng. Đó là trường hợp nếu có B không, A nhỏ, B gạch và A nhỏ, nhỏ, B nhỏ, B nhỏ thì sẽ cho trắng. Bây giờ thực hiện phép lai B giữa một cây hoa xanh và một trắng. Xanh lai trắng thu được 50% đỏ và cây trắng. Xanh lai với trắng thu được là một đỏ và một trắng. Mà đỏ ở đây chứng tỏ phải là A gạch, B gạch. Vì vậy xanh và trắng này phải chứa cả hai. À, xanh nó chứa một alen A lớn. Trắng này phải chứa alen B lớn. B xanh là A gạch B nhỏ, B nhỏ. Còn trắng là có hai trường hợp, có thể có chứa B lớn hoặc không, nhưng muốn ra đỏ thì phải là B lớn, A nhỏ nhỏ, B gạch. Rồi ra tỷ lệ một đỏ một trắng. Thì cặp A ở đây phải gì? Xuất hiện hoa trắng, chỗ này phải là A nhỏ. À, A này ra một một, con B nhỏ với B lớn này phải tỷ lệ 1. 1:1 có nghĩa là 1:1 nhân cho 1. Mình có hai cặp mà, thì chỗ này sẽ B lớn. À, nó sẽ ra chỗ này là A nhỏ, B nhỏ và B lớn, B nhỏ. Đó, tỷ lệ 1:1 đây là trắng. Nếu chỗ này mà B nhỏ thì nó lại ra tỷ lệ khác. 1:1 nhân 1:1 thì lúc đó là 4:1. À, này dị hợp A. À, thì muốn ra trắng thì nó phải có, không có chứa A lớn. Chỗ này không thể nào A lớn được, phải là A nhỏ. Đó, thì A nhỏ, A nhỏ. Rồi mình đã có đỏ và trắng rồi. Bây giờ tiếp tục thực hiện gì? Nếu F1, ở F1 cho các cây đỏ giao phấn với cây hoa trắng. Này, đỏ giao phấn với trắng.
thì tỷ lệ hoa đỏ xuất hiện ở đời con là, hoa đỏ là A gạch B gạch, mình có các phép like rồi, A lớn A nhỏ là A nhỏ nhỏ, thì A gạch này là chính là A lớn A nhỏ bằng 1/2. B, B là dị hợp, lai với dị hợp, thì B gạch này là 3/4. 1/2 nhân 3/4 là ra 3/8. 3/8 chính là 37,5% câu A. Câu 113. Cho một cái thế hệ B có tỷ lệ như thế này. Quần thể này là giao phấn ngẫu nhiên. Giao tử có hai lặng không có khả năng thụ tinh. À, những giao tử mà chứa hai ai lặng thì không thể thụ tinh, không sinh sản được. Vậy ở F1 số cây thân cao hoa đỏ chiếm tỷ lệ bao nhiêu? Thì giờ mình sẽ đi tìm ngẫu phối mà, mình sẽ lấy các giao tử này mình nhân cho cái cũng là cái giao tử của quần thể này luôn, là ngẫu phối, giao phối ngẫu nhiên với nhau. Đầu tiên mình sẽ đi tính giao tử của này. Ở đây mình có những loại giao tử nào? A lớn, B lớn. Đúng không? Là một cơ thể này A lớn, A nhỏ, B lớn, B nhỏ sẽ tạo ra bốn loại giao tử, mỗi cái là 1/4 và mình nhân thêm 0,4 này nữa thì có nghĩa là ra là 0,4 nhân 1/4 là 0,1 A lớn B lớn nè. 0,1 A lớn B nhỏ, 0,1 A nhỏ B lớn và 0,1 A nhỏ B nhỏ. Đó là cơ thể bên này. Rồi bên này nữa, sau đó mình sẽ cộng hai loại giao tử lại với nhau ha. Này tạo ra hai loại giao tử A nhỏ B lớn, 1/2 thì nhân 0,6 ra 0,3. Và 0,3 A nhỏ B nhỏ. Đó, thì mình sẽ suy ra giao tử của cả quần thể này là 0,1 A lớn B lớn. A lớn B nhỏ cũng là 0,1. A nhỏ B lớn bên này có 0,3, bên này 0,1 là 0,4 A nhỏ B lớn và 0,4 A nhỏ B nhỏ. Đó, quần thể này có 4 loại giao tử với tỷ lệ như sau. Bây giờ mình giao phối ngẫu nhiên. Ở đây người ta cho mình là giao tử hai a lặng thì không có khả năng sinh sản, có nghĩa là cái này sẽ không sinh sản được. Thì ngẫu phối mình sẽ loại ra, mình chỉ còn 3 loại giao tử này thôi. Và mình phải cân bằng nó lại ha. 1, 1, 4 thì mình sẽ có được giao tử là 1/6 nè. A lớn, B lớn. 1/6 A lớn, B nhỏ và 1/6 A nhỏ, B lớn. Đó, và mình giao phối ngẫu nhiên. Nghĩa là giống như mình lai với nguyên cái cụm đó nữa. Để mình làm không sai nè, mình viết ra. Mong có thể tính nhẩm ha. Đây cô sẽ 4/6. Cẩn thận để mình làm nó không bị sai. Rồi, vậy bây giờ người ta hỏi mình là số thân cao hoa đỏ. Thân cao hoa đỏ chính là A gạch, B gạch. Và mình có các kiểu gen. A lớn nè, mình lai lại cái nào được. 1/6 A lớn, B lớn này thì lai toàn bộ cái này đều cho thân cao hoa đỏ hết. Bây giờ có chứa A lớn, B lớn rồi. Là 1/6 nhân cho 1. Đó, nhân cho bộ 3 cái này thì cũng là cộng 3 này lại bằng 1. Rồi tới cái thứ hai, A lớn, B nhỏ. Mình lai được nè. Với 1/6 này sẽ ra A lớn, B lớn, B nhỏ là 1/6 nhân cho 1/6. Rồi 1/6 nhân cho 4/6 này cũng chứa A lớn và B lớn. Rồi cộng tiếp. 4/6 A nhỏ B lớn với A lớn, B lớn này thì là được đỏ. Thân cao đỏ, 4/6 nhân 1/6. A nhỏ B lớn với A lớn, B nhỏ được. Chính là 4/6 nhân cho 1/6. A nhỏ B nhỏ, A nhỏ B lớn, A nhỏ B lớn là không được ha. Mình chỉ có bao nhiêu này thôi. Và mình sẽ cộng lại 4/36, 4/36, 4/36, 4/32, 1/6, 13. 13 và 6/36, 1/6 là 6/36, ra 19/36. Chính là đáp án C. Rồi, câu 114.
Tứ bội giảm phân tạo 2N có khả năng thụ tên phép lai nào đời con có tỷ lệ 1, 2, 1 kiểu gen? 1, 2, 1 có nghĩa là tạo ra 3 loại kiểu gen. Tứ bội. Tứ bội lai, tứ bội. Nhớ ha, có dạng tứ bội lai là gì? Số kiểu gen tạo ra sẽ bằng gì? Số giao tử đực cộng số giao tử cái trừ đi 1. Đó là công thức tính nhanh ha, không là mình viết ra cũng được. Ở đây mình sẽ tạo ra hai loại giao tử. Nhớ quy tắc hình chữ nhật ha. A lớn, A lớn, A lớn, A nhỏ, hai đường chéo. Thì A lớn là 1 nè, 2 nè, với đường chéo nữa là 3. 3, A lớn, A nhỏ là cũng 3, là mỗi cái là 1 phần 2. Đó, hai loại. A lớn, A nhỏ 1 phần 2 và A lớn, 1 phần 2. Bên này 2 nữa. 2 cộng 2 bằng 4, trừ 1 bằng 3. Thì cái này có khả năng là 3 đó, mình mới viết ra để mình xem nó có đúng 1, 2, 1 hay không. Còn những trường hợp cô ví dụ như này, ở đây tạo ra được là 3 loại giao tử. A lớn, A nhỏ, A nhỏ, bên này là hai loại giao tử. 3 cộng 2 là bằng 5 trừ 1, 4 thì loại luôn. Mình không cần viết. Ở đây cũng vậy, ở đây tạo 3, ở này tạo hai loại giao tử thì cũng loại. Chỉ còn 1 và 2. Đó, 1 và 2 thì nhìn trong cái đáp án này thì chắc chắn mình sẽ chọn 1 và 2. Nó không có nào một mình hết, nhưng mà giờ vậy mình sẽ viết ra để mình chứng minh. Đó, đúng. A lớn, A nhỏ, cô sẽ viết cái này thôi ha, cái số 2 mấy em tự viết. Này sẽ tạo ra giao tử là 1 phần 2 A lớn, A lớn và 1 phần 2 A lớn, A nhỏ, bên này cũng vậy. Đó, mình nhân lại là ra 1 phần 4 A lớn, A lớn, A lớn 2 phần 4 A lớn, A lớn, A nhỏ, A nhỏ và 1 phần 4. Này là 3 A lớn ha. 1 phần 4 A lớn, A lớn, A nhỏ, A nhỏ. Đó, mình nhân vào. Ra 1, 2, 1. Rồi, câu 115. Ở loài thực vật chiều cao, thân do hai cặp gen này cùng phân đi độc cùng quy định, làm biết có tương tác ha, hai cặp cùng quy định chiều cao cây. Kiểu gen có hai loại allele trội AB thì thân cao, còn lại là thân thấp. Allele D quy định hoa vàng trội so với trắng. Cho cây dị hợp tử về ba cặp gen tự thụ phấn. Thu được F1 có kiểu hình phân ly 66311. Rồi bây giờ khi mà cho tỷ lệ kiểu hình phân ly thì mình sẽ lập tỷ lệ ra. Ở đây cao trên thấp sẽ bằng 6 cộng 3 trên cho 6 cộng 1 bằng 97. Đó, thì ra tương tác bổ sung. Thực ra trên này người ta đã cho nè, có những bài ví dụ không cho mà cho tỷ lệ thì mình cũng xác định được là tương tác bổ sung. 9 cộng 7 16 là mỗi cá thể là dị hợp hai cặp, mà dị hợp hai cặp là mà một tính trạng thì sẽ quy định là tương tác bổ sung. Rồi tiếp theo đó là vàng trên trắng. Vàng chia trắng là 6 cộng 6 trên 3 cộng 1 31. Và mình thấy là tỷ lệ đời con, tỷ lệ phân ly kiểu hình ở đời con khác với tích 31 với lại 97. Tỷ lệ phân ly là 66 nè, 31 nó khác với cái tích này lại. Cho nên không thể nào phân ly độc lập hết mà sẽ suy ra có hiện tượng liên kết. Liên kết, hoán vị gì đó, liên kết gen. Liên kết hoặc là hoán vị hoặc liên kết hoàn toàn. Rồi từ đó mình sẽ làm, có nghĩa là bây giờ hai cặp phân ly độc lập cùng tương tác để mà ra kiểu hình thân cao, chiều cao thân, và một cặp là về màu sắc. Thì khi có hiện tượng này, một cặp A hoặc B sẽ liên kết với D. À, giả sử A liên kết với D thì cặp B đứng riêng, hoặc là mấy em có thể viết B liên kết với D còn A nó đứng riêng, tùy vào mấy em thích viết kiểu nào cũng được hết.
Cho nên từ đây suy ra kiểu gen của B có thể là AD lớn, AD nhỏ và B lớn nhỏ. Đúng hay sai? Bây giờ mình phải xác định dựa trên tỷ lệ này nữa ha. Rồi, đề cho mình là tỷ lệ nhiều. Cao nè. Cao và vàng. Cao vàng là 6, chính là 6 phần 16. 6 phần 16 thì ở đây cô giả sử, mình giả sử là A liên kết với D. Thì B của mình, A gạch, D gạch của mình này là liên kết với nhau, còn lại B đứng một mình bằng 6 phần 16. Vậy suy ra được A liên kết với D. B là dị hợp, người ta cho ba cặp dị hợp lại từ thụ phấn. Thì B gạch này là 3 phần 4. Đây là 3 phần 4. Cho nên suy ra A gạch, D gạch là lấy 6 phần 16 chia 3 phần 4 bằng 0,5, 1 phần 2. Dị hợp mà 1 phần 2. Thì mình sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nếu liên kết gen hoàn toàn thì mình cũng sẽ có tỷ lệ là A gạch D gạch 1, 0,5, chứng tỏ là đồng hợp lặng nè, bằng 0. Mà đồng hợp lặng bằng 0 có nghĩa là kiểu gen bố mẹ nó không tạo ra đồng hợp lặng. Thì nếu trường hợp liên kết hoàn toàn vẫn cho tỷ lệ này là 0,5% A gạch D gạch. Thì lúc bây giờ nếu trường hợp này thì B sẽ là dị hợp chéo. Để nó không có giao tử tạo ra đồng hợp lặng. Mình có công thức rồi, A gạch D gạch bằng 0,5 cộng đồng hợp lặng. Nhưng ở đây đồng bằng 0,5 thì đồng hợp lặng bằng 0, suy ra có thể có kiểu gen này đúng. Hoặc là người ta có thể viết A riêng B liên kết với D. Đó, đây vẫn đúng. Kiểu gen nào cũng đúng hết. Nên người ta ghi có thể là tùy vào mình cho, mình giả sử A liên kết với gì? A liên kết với D hoặc là B liên kết với D. Trường hợp thứ hai, chú ý ở đây rất quan trọng, bởi vì câu này rất là dễ sai. Ra tỷ lệ mà A gạch D gạch là 0,5, nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là liên kết hoàn toàn, thứ hai là hoán vị gen một bên. Đó, hoán vị gen một bên với tần số bất kỳ thì vẫn ra được là A gạch D gạch bằng 0,5. Các em có thể về nhà tự chứng minh cái này bằng cách là mình viết ra. Cô ví dụ. Đó, dị hợp chéo mà có hoán vị gen một bên. Mấy em giả sử cho F, ghi công thức F bất kỳ, thì mình sẽ có các loại giao tử bên hoán vị. Bên này không hoán vị thì mỗi loại là 1 phần 2, bên này sẽ tạo ra hoán vị. Thì giao tử hoán vị là bằng F chia 2, rồi kia 0,5 trừ F trên 2. Nhân vào và sau đó mình tính ra đồng hợp trội hai cặp cũng là 0,5. Cho nên chú ý bài này nó cho từ thụ phấn. Rất nhiều bạn sẽ nghĩ từ thụ phấn là giống nhau, nhưng tùy ở giới đực. Từ thụ phấn là kiểu gen giống nhau thôi, nhưng mà tùy vào giới có thể là giới đực nó không hoán vị, hoặc giới cái nó không hoán vị. Cái đực cái đó. Thì ở đây mình sẽ có hai trường hợp: liên kết gen hoàn toàn và hoán vị gen một bên. Nếu mà trong đề ghi rõ luôn là ví dụ như là liên kết gen hoàn toàn đi, thì nó sẽ ra đáp số khác. Bây giờ mình tiếp tục nè. Ý 1 đúng rồi. Ý 2, trong số cá thể F1 có 1 phần 4 cây thân cao hoa vàng dị hợp về 3 cặp. Dị hợp về 3 cặp thì cô ví dụ trường hợp liên kết gen hoàn toàn. Cặp B, lại cặp B. Thì liên kết gen hoàn toàn cái này ra gì? 1 A lớn D nhỏ trên A lớn D nhỏ, 2 A lớn D nhỏ, A nhỏ D lớn, và 1 A nhỏ D lớn trên A nhỏ D lớn. Đó, thì dị hợp là 2, dị hợp cặp B nữa. Cặp B, dị hợp 3 cặp A, D, D lớn, B. 1 phần 2 nhân 1 phần 2, 2 phần 4 chứ 1 là 1 phần 4. Thì nếu mà liên kết hoàn toàn thì cái này đúng 1 phần 4. Nhưng ở đề này mình nhớ ha, chưa rõ ràng, không có nói gì hết, thì nó có thể trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai thì sẽ không bằng 1 phần 4.
mình tính vào thì cái f nó có sẽ phụ thuộc vào tần số hãng tỷ nữa. Cho nên câu 2 này sẽ chọn là sai. Ý thứ ba, F1 có tối đa 7 loại kiểu gen. Nếu liên kết hoàn toàn. Có hai trường hợp mà, nếu liên kết hoàn toàn thì cặp này tạo ra 3 kiểu gen, bên này 3 nữa là 3, 3 bằng 9. Đó. Liên kết hoàn toàn. Thì 3, một cặp 3, một cặp 3 là bằng 9. Còn hoán vị một bên. Một bên thì bên hoán vị, một hoán vị một bên mình sẽ tạo ra là cái cụm này hoán vị một bên là 7 và cặp B là 3 là 21. À, cho nên ý 3 sai. Ý 4. F1 có 3 loại kiểu gen quy định thân thấp hoa vàng. Ví dụ trường hợp thứ nhất là trường hợp mà nó liên kết hoàn toàn. Thì thân thấp hoa vàng của mình sẽ có kiểu gen gì? Thân thấp thì phải là A nhỏ, D gạch. Hoa vàng là D gạch và B có thể là B gạch. Hoặc là A nhỏ, D gạch, B nhỏ, B nhỏ. Hoặc là A lớn mà B nhỏ. D gạch và B nhỏ, B nhỏ. Đó, thì ở đây mình có hai kiểu gen. Ở đây có một kiểu gen. A nhỏ nè. D. D lớn, D lớn. Nó chỉ có là A nhỏ, D lớn thôi. Ở đây. À, cho nên một kiểu gen. Rồi A lớn, D lớn, B gạch là kiểu gen này nè. Là có một kiểu gen. Thì nếu trường hợp mà nó liên kết hoàn toàn thì 4 kiểu gen. Còn nếu mà không hoàn toàn, hoán vị một bên, có nghĩa là nếu có hoán vị một bên thì nó sẽ xuất hiện thêm kiểu gen khác. Ví dụ như có hoán vị một bên này thì mình có thể viết ra được đó là A lớn thêm A lớn D lớn, A nhỏ D nhỏ, thì lúc đó nó sẽ tạo thêm số kiểu gen của kiểu hình thân thấp hoa vàng. À, cho nên câu này sai. Vì vậy câu này ha, mình chú ý là nó không rõ ràng ở trên đề thì mình vẫn phải có hai trường hợp, đó là liên kết hoàn toàn hoặc là hoán vị gen một bên. Vì vậy mình chọn là một, nhưng nếu ở đây cho liên kết hoàn toàn thì sẽ là hai, bởi vì ý hai này liên kết hoàn toàn đúng. Câu 116, đường cong tăng trưởng mô tả hình bên. Đây là đường cong tăng trưởng theo tiềm năng sinh học. Sai. Đây là đường cong thực tế. Tiềm năng sinh học thì nó sẽ đi lên hình chữ J. Trong các điểm đồ thị, tại điểm C có tốc độ tăng trưởng là cao nhất. Đúng, đây là điểm uốn là cao nhất. Tốc độ tăng trưởng của quần thể E cao hơn tốc độ tăng trưởng của quần thể tại điểm D. E là bắt đầu tới cân bằng rồi, cho nên tốc độ của nó sẽ thấp hơn, cao hơn là sai. Sự tăng trưởng quần thể này không bị giới hạn bởi điều kiện môi trường là sai. Không bị giới hạn đó là đường cong hình chữ J, còn chữ S là bị giới hạn. Thực tế ha. Câu 117, cho các phát biểu sau về nhân tố tiến hóa. Đột biến tạo alen mới, đúng, làm thay đổi tần số rất chậm, đúng. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen là sai, nó là kiểu hình. Di nhập gen có thể làm phong phú vốn gen hoặc làm nghèo, đúng. Các yếu tố ngẫu nhiên có thể làm tăng tần số alen có hại trong quần thể. Yếu tố ngẫu nhiên thì nó làm giảm tần số. Ví dụ như nó có thể làm giảm tần số alen có lợi thì lúc đó alen có hại sẽ tăng, cho nên có thể làm tăng này là đúng. Bởi vì B cộng Q trong quần thể alen cộng lại 1 thì một cái nó sẽ giảm alen có lợi, thì từ đó alen có hại sẽ tăng lên. Cho nên ý 4 đúng. Ý 5, giao phối không ngẫu nhiên làm biến đổi tần số alen và thành phần là sai. Không làm thay đổi tần số, chỉ làm thay đổi thành phần kiểu gen thôi. À, vì vậy mình sẽ có đáp án là 1, hồi nãy là 1, 3. 1, 3, 4, 1, 3, 4, câu C. Câu 118. Trong cùng một thủy vực, người ta nuôi ghép các loài cá khác nhau. Mỗi loài chỉ kiếm ăn ở một tầng nước nhất định.
mục đích về việc nuôi ghép các loài cá. Thứ nhất, làm tăng tính cạnh tranh do đó thu được năng suất cao hơn là sai. Nuôi ghép không làm tăng cạnh tranh ha. Mỗi loài nó ở tầng nước khác nhau. Hình thành nên chuỗi và lưới thức ăn trong thủy vật. Mục đích của việc nuôi ghép thì không có hình thành nên chuỗi lưới thức ăn trong thủy vật ha. Mục đích là gì? Để tận dụng được nguồn thức ăn nè. Nâng cao năng suất sinh học của thủy vật. Mới là mục đích của việc nuôi ghép các ổ sinh thái. Tăng cường mối quan hệ cộng sinh là không. Các loài này không có mối quan hệ cộng sinh giữa các loài. Mỗi loài nó chỉ ở một tầng nhất định. Đó là một ổ sinh thái khác nhau. Để tận dụng được nguồn thức ăn, nâng cao hiệu suất sinh học. Vì vậy chỉ có một đáp án đúng thôi. Câu 119. Khi nói về cạnh tranh giữa các cá thể cùng loài, phát biểu không đúng. Cạnh tranh cùng loài giúp duy trì ổn định phân bố cá thể phù hợp với sức chứa môi trường, đúng. Khi môi trường khan hiếm, mật độ cao thì cạnh tranh diễn ra khốc liệt, đúng. Cạnh tranh cùng loài thường dẫn đến suy thoái loài là sai. Làm mở rộng ổ sinh thái, đúng. Cạnh tranh là tốt, không gây suy thoái loài. Chú ý ha, nó đưa cái số lượng cá thể về mức ổn định, phù hợp với sức chứa của môi trường. Chọn câu sai là câu C. Câu 120. Cho biết cô đông mã hóa như sau và một đoạn mạch làm khuôn tổng hợp mRNA có 4 đột biến. Bị đột biến tạo thành 4 allele có trình tự như sau. Mình sẽ xác định là có bao nhiêu allele mã hóa chuỗi polymeric thành phần bị thay đổi, acid amin bị thay đổi. Đầu tiên mình phải xác định nó đột biến ở chỗ nào. Thì mình so sánh các mạch, các allele T, A, X. Này, thứ nhất, đây là 1 nè, allele 1. Allele 2, T, A, X, G, T, A. Đây là G. Đây là số 2, allele 2. Chính là chỗ này G. Đó. Allele 3. 3AT, mình so sánh thôi hai này. A, G này, chỗ này chính là 3. 4AT, XXT, AGT, AAT, GAT. Không có gì thay đổi hết. Allen 4 này không có gì thay đổi số nu hết. Rồi bây giờ mình xác định xem trước và sau đột biến thì nó có tạo ra cái bộ ba mã hóa cùng loại axit amin hay không. Rồi tính thoái hóa của mã di truyền. XTA mã hóa cho gì? Tạo ra cô đông gì? GAU. Rồi sau đột biến là GAX. GAU và GAX, GAU và GAX cùng mã hóa cho apatit, cho nên cái này một không thay đổi. Người ta hỏi mình cái nào bị thay đổi ha, một loại. Tương tự như vậy. GAT là XAU. Cái này sẽ là XAX. XAU và XAX cùng histidine cho nên hai không đổi. Allen 3 A U AX và cái này sẽ là XAX. UAX là tyrosine, XAX là histidine thì cái này bị thay đổi nè, số 3 bị thay đổi. Số 4 này không có gì thay đổi hết. Cho nên chỉ có một. Số 4 đột biến không có khác nu nào ha. Giữ nguyên như vậy cho nên chỉ có một đáp án đúng thôi. Đó là ý bài.